Rồi mời hai em giới thiệu với mình. Em tên là Phan Văn Hiền. Hiện là dựng công viên boxing thành phố. Trời ơi, sao người nhỏ xíu mà sao dựng công viên boxing hay thiệt. Còn đây, em tên là Phan Hồng Đào, hiện em đang là nội trợ ở nhà thôi. Em 26. Rồi, bây giờ kể cho anh và chị Vân cũng như mọi khán giả đây biết là hai em gặp nhau trong trường hợp nào. Vào năm em học lớp 12 thì em với cô bạn đi xem phim. Thì buồn quá cho nên điện thoại rủ một anh bạn tới nữa. Thì anh này nói với em là mày đợi tao chút đi, tao phải kiếm chỗ đậu xe. Tại tao kéo anh bạn tao theo là có đi xe hơi lận. Đó là cái người bạn con trai đó. Dạ đúng rồi, con trai dắt anh bạn này theo. Và em nhìn anh này em có ấn tượng gì vậy anh? Dạ, cười bắp đúng không? Dạ dạ không, em nhìn anh này em thấy không thích tại vì ảnh rất là lúa. Ủa lúc đó em mặc cái gì mà lúa vậy? Hôm đó thì áo thun quần jean bình thường. Dạ. Mang dép Lào. Dạ mang dép Lào. Không phải cái gì nó mới gọi là bị lúa đúng không? Tại vì lâu quá ảnh quên á, chứ thiệt ra lúc đó anh bật tại ổng. Hay chưa? Rồi dạ, nhưng thì... mà em thì em gặp cô này thì em ấn tượng gì không? Tới gặp chiếu phim gặp hai người là vợ em với một người nữa ốm hơn, nhưng mà khi về em lại cũng nhờ thằng bạn xin số điện thoại giùm, xin số vợ em không xin số người kia. Cái thằng bạn em lại hỏi là tại sao nhỏ kia xinh hơn không xinh, xin lại xin số nhỏ này có bị lộn không? Dạ em nói là không, đúng rồi đó. Lý do gì mà em gặp bạn này em lại thích bạn này hơn? Dạ tại bạn này mất lại dễ giao tiếp, nói chuyện nhiều, em thì ít nói cho nên nhắn tin qua lại. Cho nên là cái hình thức nó không quan trọng, cái chính là cái sự duyên dáng. Nhưng còn bạn này thì sao? Bạn này gặp bạn này thì có... Dạ không thích. Không thích ngay từ lần đầu, trong khi bạn này lại thích em. Dạ đúng rồi, em không thích. Nhưng mà cái lúc đó là Hiền có tiết lộ cho cô này biết là em là dẫn viên boxing không? Dạ chưa. Dạ. Lúc mà quen thường một tháng thì mới nói biết. Là dạ. Nhưng mà cái câu chuyện của các bạn lần đầu tiên gặp nhau là nó xảy ra cách đây bao lâu rồi? 7 năm trước. Chà, như vậy là câu chuyện về cái tình yêu của các bạn á, nó chắc chắn là sẽ ly kỳ lắm đây, đúng không? Đó em cũng là còn học lớp 11, thời gian đi tập với lại đi học á. Cho nên rồi chia tay với vợ. Em đòi chia tay vợ. Mà chỉ vì một lý do là kẹt học với kẹt tập. Lại sợ không lo được cho vợ cho nên đòi chia tay. Em có đồng ý không? Dạ không, không đồng ý chia tay với ảnh. Em muốn quay lại với ảnh để em là người chủ động chia tay với ảnh. Còn bạn này thì sao? Em dễ tin người lắm, ai nói gì là em nghe hết. Rồi thì sao? Em cũng quay lại và cố gắng học hành. Thì giờ em đã tốt nghiệp đại học. Giờ cũng nghỉ đánh bóc rồi, phụ trợ thầy dạy lại với mấy đứa trẻ. Rồi cô ấy có trả thù em không? Dạ không, tới giờ luôn không có trả thù. Quên luôn. Rồi sau khi cưới về, dạ, em là vận động viên boxing. Dạ đúng rồi. Chứ có bao giờ bị dính đòn bởi vợ em không? Dạ em là vận động viên boxing mà không thấy ăn thua gì, còn sợ vợ hơn, bị đánh vợ ăn hiếp hoài. Từ trước giờ có đánh vợ? Dạ không, còn nhịn nhục cái này. Thiệt không em? Dạ đánh thật thích. Lâu lâu ngủ mớ tưởng em là cái bao cát phải không? Dạ tại vì ảnh tập nhiều năm như vậy thì tự động khi mà ảnh đã ngủ say giấc thì cái cơ ảnh giật. Cũng có nhiều lần bị đánh rồi xong bị chèn cổ, bị khó thở này nọ. Chúng em đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ đang ngủ say là cứ bị, mà chỉ có bị trong tiềm thức. Hỏi thiệt nha. Dạ. Tại vì nó là do bị cơ thiệt không hay là do cố trả thù? Dạ cơ thiệt á. Dạ. Thiệt không? Ban ngày bị nhịn nhục quá cho nên là nhân cơ hội với em á. Dạ, làm bộ mớ. Em biết không? Anh coi trên Facebook nó có mấy clip á. Dạ. Giống như là ông chồng á, nhiều khi đang ngủ ngon nó thấy bà vợ đứng dậy tao khóc, sao bà vợ đứng dậy không, nằm xuống nằm ngay. Thì em có thể vậy không? Em không bao giờ. Thiệt không? Dạ thiệt. Dạ em không bao giờ để ý vợ làm gì hết à. Vậy chứ dạ. Sao em nói là anh nhịn nhục làm sao đâu? Dạ thì mỗi lần mà gây lộn thì vợ nói không mà em không bao giờ nói, im lặng. Trời ơi. Dạ. Thường thì vợ chồng gây lộn là em là người bắt đầu, em cũng là người kết thúc, em cũng là người làm quà. Dễ thương luôn. Dạ. Tại vì đúng như Hiền nói, nó nhịn dạ. Nhục, nó im lặng mà nó cam chịu mà. Dạ. Có lần nào em đánh chồng em chưa? Dạ có. Có hả? Có. À, đánh mà cắn đầu hương. Vậy hả? Dạ. Kể đi, tại sao lại bị vậy? Dạ mỗi lần mà vợ xỉn về là kiếm chuyện. Cắn đầu hương. Ủa mà hai đứa nào nhậu hơn? Dạ vợ em. Dạ em thì không hút thuốc, không nhậu nhẹt, không chơi bời, chỉ có tập xong về nhà thôi. Còn vợ thì sở thích là du lịch, cái thứ hai là mê nhậu. Nhậu dữ lắm. Vậy là quýnh, lý do gì quýnh người ta?
Dạ tại ảnh thì bình thường ở dơ lắm, lúc mà quen á thì cứ tưởng ảnh sạch sẽ, còn mà lấy ảnh về rồi á là quần áo ảnh theo một cái vòng tuần hoàn, là cứ một bộ xong rồi treo lên lấy bộ khác bận, bận xong rồi hết bộ đồ xong chay quay trở lại bộ đồ cũ bận tiếp, không thấy giặt. Tiết kiệm, không tiết kiệm sao bông. Dạ không tiết kiệm, đồ đó mới chưa ra mồ hôi mà cứ giặt đi cứ tốn sao bông. Ông cũng không tiết kiệm cứ mà. Cứ mình đi siêu thị mua cái chai xịt gì đó về, xịt xong bận đồ xong cái xịt xong quay lại bộ đồ đó. Nè em thấy không, còn thơm nè, còn rất là thơm nè. Không lẽ cái chuyện mà em ở dơ mà bị vợ đánh? Thì không phải đánh. Vì vợ đánh em cái trận mà em nhớ hoài là lý do gì mà bà đánh em? Dạ tại ở dơ nhút nhát nữa. Vợ lấy cớ như vậy để mà đánh em á hả? Dạ, em cũng cam chịu, cũng chịu cho trắng không làm gì làm. Rồi cái trận đánh đó nó phi lý nhất là gần đây nhất là chuyện gì? Lúc sinh nhật em á thì cũng tổ chức sinh nhật, hai bạn cũng đem bánh kem, trái cây, ốc đem về tổ chức sinh nhật cho Bình. Mai nhà hai đứa uống bia nhậu. Sai mình mua đá, mua bia về. Hai giờ sinh nhật của mình mà giống như hai sinh nhật của hai đứa. Sai vậy. Rồi hai bả nhậu á? Dạ hai bả nhậu giống như là thà Bình giống như là ô xin vậy. Rồi sao em? Dạ thì sao xong xỉn không? Dạ xỉn. Thì uống xe xỉn xong rồi kêu cổng lên lầu. Cổng mà có bị sốc không? Hơi nhưng mà cũng không dám chịu. Ở em còn có tật gì nữa không? Dạ tối ngủ hay ngái. Với lại tối không cho ngủ, bắt nói chuyện tới khuya. Không thì mua cờ tỷ phú, bắt đánh không cho ngủ. Còn gì nữa không? Tối ngủ thì mở quạt thì không cho lắp mền. Lắp mền thì tắt quạt. Cái đó là tiết kiệm điện. Nghĩa là nếu mà mở quạt thì không cho lắp mền. Dạ. Mà dạ, đúng lắp rồi. Mền á thì không cho mở quạt. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi còn cái đặc gì nữa không? Hay kêu vợ nách lên để nhìn. Nhìn rồi làm gì nữa không? Nhìn xong rồi lát rồi hung hửi vậy đó. Tôi tưởng là vợ nách lên mà lấy cái nhiếp mà nhổn mở ra nách lên hung rồi hủi không, chứng tỏ rằng là em bị hôn nách đúng không? Dạ em có hỏi là tại sao em thích nhìn nách anh nói vậy, tại nách anh ít hôm nên em thích nhìn hoài vậy. Không phải nách anh ít là sao? Là tại lông nách em ít. Trời ơi dễ thương à. Là ghiền hả? Em thích hả? Dạ. Ồ, vậy hả? Nhìn nó dễ thương lắm. Nhìn nó xinh xinh thì sao? Trời ơi, cái nhắn luôn. Rồi, còn thích cái gì ở chồng nữa không? Dạ, chị thích cái mỗi chỗ đó. Cái nắp rồi. Nhìn cái đó thôi là vui hả? Dạ, mỗi tối cứ nhìn chỗ đó thôi là ngủ ngon rồi. Ồ, dễ thương quá à. Em nãy em có kể chi tiết là vợ em bắt em cõng thôi. Nhưng thằng nhỏ nhắn như thế này, ngoài thích cổng ra thì cô ấy còn thích gì nữa? Dạ thích chơi trò tuột nít á, tại nhà có ghế salon á. Hay kêu mình em ngồi đây nè, ngồi lên tuột xuống vậy đó. Mẹ mà sao em tuột được hay vậy? Dạ tại thích vậy đó. Dễ thương. Dễ thương. Tại vì ảnh đỡ em được. Dạ. Còn thích cái gì nữa không? Dạ đây lọc tài lắm, sáng cho 50.000 xài, tới giờ dạy xong rồi về không được đi đâu hết. Trong khi vợ thì đi đâu cũng được hết, lọc tài lắm. Dạ. Độc tài. Dạ. Nhốt sáng, em trong nhà vậy đó hả? Dạ. Sáng cho 50. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em không mong muốn anh thay đổi điều gì hết. Tại vì để có cái để em càm ràm, em nói này nói nọ cho nó thêm vui. Dạ bớt ăn hàng lại. Ảnh hàng rong lắm hả? Dạ, ảnh ăn hàng rong mà tới nỗi mà em với ảnh mà vừa dắt xe ra cổng cái ảnh chỉ cần nhìn bà bán tàu hũ thôi. Là bà bán tàu hũ hỏi ăn mấy chén. miệng nói mà tay đã múc rồi. Bà bán chè cũng vậy nữa. Hôm nay ăn chè chọc môn hay là chè đậu? Mà chỉ cần mà hỏi câu đó là biết là bạn hàng lâu năm đó. Dạ đúng rồi. Em có ăn xoài lắc cóc lắc rồi. Dạ. Bánh tráng trộn, bánh tráng nướng này hả? Gu ảnh á anh, gu ảnh là bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, rồi không thì xoài. Ấy cha. Thấy được không? Đây là nhậu nè. Bên đây ăn hàng. Bên đây là boxing, bên đây nội trợ. Thấy không? Trái ngược á. Thế bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt độc tài với lại bớt đi nhậu. Nhậu về là hành xác kỹ. Hành xác là cắn nhéo. Dạ cắn nhéo làm đủ thứ. Bớt được không? Dạ được. Bớt bên này bớt ăn hàng được không? Dạ thì lâu lâu cũng nhíu miệng ăn trở lại. Nhíu miệng. Có nghĩa là bây giờ thực ra cái vấn đề mà của tụi em bây giờ chỉ là vợ bớt đi nhậu thôi, đúng không? Được không? Đúng không? Chồng ước vậy em thấy được không? Hứa với chồng đi cho chồng vui.
dịp chồng cứ cho chồng ăn hàng đi. Dạ chứ. Dạ hôm nay em hứa với anh là sẽ hiền và bớt đi chơi với bạn bè nhậu nhẹt để không có làm anh buồn nữa. Chồng nói cái gì đi chứ. Nếu mà vợ được vậy thì anh cũng thương vợ nhiều và cố gắng làm thật nhiều tiền để có tiền cho vợ đi du lịch. Thôi chúc hai em lúc nào cũng vui tươi như thế này và mau chóng có tình vui. Cảm ơn các em đã đến với chương trình nha.